Mến chào các bạn. Nhìn thấy dĩa mồi là ngon rồi không các bạn? Giới thiệu các bạn là giờ thưởng thức món thịt nướng các bạn. Đầu tiên thì chúng ta mua thịt ba chỉ nha các bạn. Ba chỉ hay là bốn chỉ gì cũng được, nhưng mà có chút mỡ mỡ này là mới ngon nè. Rồi chúng ta chấm với nước tương. Còn mình thì là thích chấm với nước mắm. Đây, mắm đó. Đặc biệt cái này để cho nó đỡ ngán thì có thêm rau các bạn nè. Nhìn rau thấy đã liền. Đây là hoa chuối nè. Chuối này quê mình gọi là chuối hột, là chuối sứ. Này là đậu bắp. Rồi salad hả má? Salad. Rồi. Bây giờ cái bếp này là mình cắm điện rồi, cho nó nóng. Đây mình bỏ thịt lên cái mình xới. Rồi, thịt là đã được lên bếp rồi các bạn. Nhìn thấy ngon các bạn nè. Rồi kẹp thêm kim chi nữa là nhức dách luôn á. Đảm bảo tối nay ngủ khỏi đồ nấu. Nhưng mà nhìn thấy bắn máy nha các bạn. Đã 8:30 rồi các bạn nè. Thằng chín rồi đó. Đây là ta nhìn quá tuyệt vời rồi. Giờ ta có thể là gấp là ta thưởng thức thôi. Thêm cái bao tử nữa các bạn. Chiến này chứ không sai hơn về rồi. Hôm nay về gặp hai đại gia già. Chín rồi, thôi mời cả nhà ngồi cho em. Nhà tôi có con gấu nữa các bạn. Gấu tôi gấu La Hổ này. Còn cái rượu đi học chưa về. Nhìn thấy ngon quá. Nóng lắm hả? Này nó ra rồi, đang bỏ vào cái tô nó không có ra nha. Nó ngồi ra. Rồi, cảm ơn các bạn. Thôi bây giờ mình xịt thôi. Đã qua. Cái này đây.